Dàn sao của vũ trụ VTV phản ứng khi bị chê diễn xuất. Bình An nhã nhận lỗi, còn cảm ơn khán giả khó tính. Phương Oanh đáp trả gay gắt, dùng sự tiến bộ để thuyết phục người xem. Khả năng diễn của mình chưa tốt, nhưng mà mình luôn luôn cố gắng và mình luôn luôn cải thiện. Từ trước đến nay, chuyện các diễn viên bị khán giả góp ý về khả năng diễn xuất vốn không hề xa lạ. Tuy nhiên, thứ mà người ta quan tâm hơn cả là thái độ và phản ứng của các ngôi sao khi đứng trước những bình luận trái chiều hướng về phía mình. Bình An, ngay khi tham gia bộ phim Gaza Hạnh Phúc, Bình An đã là cái tên khiến khán giả lo lắng, bởi anh vốn là người thiếu kinh nghiệm nhất trong cả dàn cast. Trong phim, anh vào vai Quân, chàng phi công trẻ bắt cá hai tay, hẹn hò với phú bà để lợi dụng vật chất, rồi dần trở thành quân cờ nhu nhược trong tay người tình lớn tuổi. Lần lên sóng phim Giờ Vàng này của Bình An để lại khá nhiều ý kiến trái chiều, khen chê có cả. Nhưng thay vì phản ứng gay gắt, nam diễn viên lại hồi đáp hết sức nhã nhặn, lịch sự. Cảm ơn chị đã góp ý ạ, em sẽ cố gắng qua từng vai diễn ạ. Chỉ một câu nói thôi mà Bình An đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả. Chưa biết anh sẽ thay đổi ra sao và có thành công không, nhưng riêng thái độ lễ phép và lịch sự này đã đủ để công chúng phải dành 10 điểm cho nam diễn viên rồi. Phương Oanh cũng từng nhận về vô số góp ý không hay khi tham gia Hương Vị Tình Thân. Chẳng những bị chê về trang phục tạo hình mà người đẹp còn nhận về nhiều phàn nàn về diễn xuất. Giữa cơn bão bình luận, Phương Oanh gay gắt khẳng định cô thích diễn như thế, khán giả không thích thì bỏ qua và đề nghị mọi người không góp ý cho cô. Phải công nhận là ban đầu diễn xuất của Phương Oanh có phần hơi gồng và gượng gạo, bởi cô phải vào vai một cô gái nhưng lúc nào cũng tỏ ra gai góc, mạnh mẽ như nam giới để bảo vệ chính mình. Nhưng sau này, ở những phân cảnh cảm xúc, nhất là khi tình phụ tử cuối phim được đẩy lên cao, Phương Oanh lại càng thuyết phục người xem bởi cách diễn tự nhiên, giàu cảm xúc, nội tâm phức tạp. Tuy nhiên, thiết nghĩ cách đáp trả khán giả của cô là chưa hoàn toàn hợp lý. Trong hàng ngàn ý kiến khen chê, đôi lúc khán giả có phản ứng trái chiều là vì muốn cô thay đổi diễn xuất theo chiều hướng tốt lên. Phản ứng gay gắt của nữ diễn viên sẽ dễ làm công chúng hiểu lầm là cô bảo thủ. Nhưng dù sao đi nữa thì nữ diễn viên cũng đã thay đổi, dùng sự tiến bộ của mình để thuyết phục khán giả. Điều đó cho thấy Phương Oanh là một diễn viên rất có ý thức cố gắng để phát triển từng ngày. Phạm Anh Tuấn. Khi bị khán giả chê về diễn xuất, đặc biệt là với vai chính ở phim Phố Trong Làng, diễn viên Phạm Anh Tuấn từng tỏ thái độ khó chịu, thẳng tay block ai có ý kiến trái chiều, thậm chí là đổ lỗi cho kịch bản. Cụ thể, một khán giả bình luận rằng nam diễn viên không có thiện chí tiếp thu khi người xem góp ý và thẳng thừng nhận xét anh diễn dở. Phạm Anh Tuấn liền thẳng thừng đáp với giọng điệu đanh thép, giờ được như anh không em. Hay khi bị bóc vẽ chuyện block nick ai chê mình, nam diễn viên đáp vào comment như vậy mà bắt nghệ sĩ phải thế này thế kia, sao anh lại phải nghe những lời góp ý khó nghe như vậy. Một cư dân mạng khác hết sức kiên nhẫn để lại bình luận dài góp ý về vai diễn và bộ phim thì nam diễn viên nói bản thân đã tiếp thu và sau đó đi đổ lỗi cho kịch bản. Nhận một kịch bản với một vai diễn không có gì để diễn thì phải làm sao để vai hay hơn bây giờ. Dàn phụ được yêu mến đó cũng là niềm vui của mình và ekip. Khán giả góp ý Phạm Anh Tuấn đều là những người hết sức văn minh, lịch sự và nhã nhặn. Điều này có thể thấy rõ qua câu từ và cách họ góp ý với nam diễn viên. Nhiều người cho rằng bản thân nam diễn viên đang không thể kiểm soát được cảm xúc và dường như anh vẫn chưa chịu được áp lực dư luận. Bên cạnh đó, chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng việc nhận xét không hay về kịch bản cũng đã khiến Phạm Anh Tuấn bị mất điểm nghiêm trọng trong mắt người xem. Thu Quỳnh. Trước đây, khi thủ vai thi trong Hương Vị Tình Thân, diễn viên Thu Quỳnh cũng bị chê diễn chán hơn cả diễn viên Nghiệp Dư. Đặt mình vào vị trí Thu Quỳnh, người hâm mộ còn cảm thấy tức giận thay cô, bởi bao công sức học hành, rèn luyện, lăn xả vì vai diễn cuối cùng bị phán câu xanh dần là Nghiệp Dư. Nhưng thay vì chọn nổi đóa lên với khán giả, nữ diễn viên lại nhẹ nhàng trả lời, dạ, để có thể diễn tốt hơn, em mong chị góp ý cụ thể hơn cho em với. Chị nói nôm na thế này em chưa hình dung được ạ. Người đẹp VTV khéo léo hồi đáp thế này thì đến vị khán giả phàn nàn kia có gắt đến đâu cũng không dám nói lại. Bảo sao mà nhiều khán giả vẫn luôn quý mến và ngưỡng mộ cô bởi cách làm việc chuyên nghiệp, ứng xử văn minh. Có thể thấy, các diễn viên gặp phải vô số áp lực không chỉ bởi vai diễn, lịch trình dày đặc mà còn vì những bình luận khen chê. Song nếu bình tĩnh, khéo léo và tinh tế phản hồi công chúng, các diễn viên sẽ thành công ghi điểm trong mắt khán giả. Như vậy mới chứng minh được sự bản lĩnh và tự tin của họ khi đứng ở vị thế của một ngôi sao.